1 2 3. Hãy đưa tràng tay. Dạ, xin anh Phụng lên có đôi lời chia sẻ cho các thành viên được phấn khởi. Anh Phụng là chủ tịch của Hội Ngành nghề Nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Cảm ơn mấy anh. Đã nói là hôm nay rất là vinh dự anh được về dự cái buổi sinh hoạt của Tri Hội Mò Sát Cảnh. Thì cũng báo với các bạn biết rằng là hiện nay thì ngành nông nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh đó, là bắt đầu chuyển mình làm cái nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao, chứ không còn làm cái nông nghiệp truyền thống. Bây giờ là thành phố Hồ Chí Minh là không còn là sản xuất lúa hay là nuôi bò sữa như cảnh là rất lớn như xưa nữa. Bây giờ chuyển qua nông nghiệp đô thị, nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao là sao? Có nghĩa là những cái nông nghiệp đó là chiếm diện tích nhỏ nhưng hiệu quả làm lại thì rất là cao đó. Thì gần đây thành phố xuất hiện phong trào là nuôi thú cưng, và nuôi thú cưng như là quý kiển, mèo cảnh, chim cảnh, cá cảnh, thì hôm nay có loại bò sát cảnh. Thì hậu thì thành phố tới đây sẽ có ban hành một chương trình của nông nghiệp đô thị của thành phố, thì trong đó đề ra những cái mục rất là cụ thể, ví dụ như hỗ trợ cái người làm nông nghiệp đô thị như thế nào, có bước đi như thế nào, thì sở nông nghiệp đã trình ủy ban ký ban hành cái đó để triển khai, để chúng ta biết được những cái gì mà thành phố hỗ trợ. Chúng ta biết thì chúng ta nắm được cái đó, chúng ta phát triển. Thấy rằng mình là những anh em mà tham gia cái chi hội này rất là trẻ, tuổi còn rất là trẻ, nhưng mà thấy có cái nhiệt huyết, có cái niềm đam mê trong cái ngày này thì anh rất là mừng. Có nghĩa là cái hướng phát triển nông nghiệp đô thị của thành phố là có sự chuyển biến chính mình. Thì tụi em tham gia này thì rất là tốt. Thì mong rằng chi hội bò sát cảnh của chúng ta là làm sao phát huy ngày tốt hơn. Và hội ngành nghề nông nghiệp thì tụi anh đang đề xuất với lại sở nông nghiệp đó, với lại anh có báo với ủy ban thành ủy là mình xin mình cũng tắt đó, mình giống như mình thuê cho cái sinh thì gọi là xã hóa, để mình xây dựng cái trung tâm thương mại sinh vật cộng để giới thiệu, trưng bày, trao đổi và mua bán các cái loại sinh vật cộng ở trên địa bàn của thành phố. Tại vì hiện nay thành phố ví dụ như chợ hoa thì có, chợ hoa hồ thì kỹ, nhưng mà chợ sinh vật cộng thì chưa có. Nên giả dụ tụi em mà thì mình biết với nhau là biết trong nhóm này, nhưng mà cái quảng đại quần chúng rộng lớn thì ta chưa hiểu. Người ta muốn tìm hiểu con này thì người ta phải đi tìm đó. Còn nếu như có cái chỗ trung tâm đó thì người ta muốn người ta đến đó. Cái này giao được trao đổi trưng bày thì nó rất là thuận lợi. Nhưng mà cái này là hậu ngành nghề em bàn với sở nông nghiệp để trình, và nếu mà xin được thì rất là thuận lợi, còn xin không được thì chúng ta một cái đánh tiếng với lại với ban thành phố, cái chiều hướng phát triển nông nghiệp đô thị của thành phố là phải đi những như thế này đó. Thì nãy có việc và trao đổi với anh chủ nhà đây
thì mình thấy là ổng giới thiệu có những cái con thú thì nhỏ nhỏ mà nửa tỷ bạc là chơi ha, thì mình thấy vậy là rất là mừng, có nghĩa là cái hướng đi rồi cái định hướng nông nghiệp đô thị của thành phố là phù hợp với nhu cầu phát triển hiện nay. Một lần nữa là rất là cảm ơn Liên hội Bộ Phát triển hôm nay có tổ chức cái buổi để ra mắt thì ông được vinh dự đến dự. Xin chúc cho thi hậu của chúng ta luôn luôn phát triển, luôn luôn có một cái nhiệt huyết, rồi có một cái niềm đam mê đó, để mà phát triển cái ngành bò sát ẩm nói riêng cũng như ngành thú cưng của thành phố ngày một tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn những cái chia sẻ rất là cởi mở của anh Phụng và cái hướng đi của cái hội ngành nghề nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh sắp tới. Thì đó là một cái nguồn năng lượng rất là tích cực và tạo cái động lực cho những thành viên của chi hội bò sát cảnh của tụi em rất là nhiều. Xin cảm ơn hai anh. Sau đây mời anh Phụng với anh Thành lên sân khấu, tụi em có một phần quà gọi là kỷ niệm để mà xin gửi tới hai anh. Cảm ơn hai anh đã nhín chút thời gian và tham gia cái buổi lễ ra mắt ngày hôm nay. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Lần sinh hoạt sao mà mặc áo này vô không? Dạ. Rồi. Dạ rồi, em cảm ơn hai anh. Đã là những người mà yêu sinh vật cảnh thì trong đây chúng ta nó sẽ gọi là có rất là nhiều cái động lực khác nhau, nó sẽ liên kết với nhau rất là nhiều. Ví dụ như một người sẽ yêu thích rất là nhiều không? Thì cũng qua cái buổi ra mắt này xin mời những anh em có tiếng trong một số bộ môn sân khấu để cho thấy sự đoàn kết gắn kết của cái hội sinh vật cảnh chúng ta. Thì đầu tiên là xin mời anh Long là bên các cảnh thông anh, Long là chi là các đồng. Xin mời anh Xuyên là bên chi hội các cảnh, mời anh lên sân khấu. Bên cạnh đó anh Hòa là chủ của Red Cross Gia Đình, đồng thời anh Hòa cái đại diện cho bên chó cảnh. Và mời anh Nguyễn Thích Huy, anh Nguyễn Thích Huy đại diện cho bên kiểm lá đi. Anh lên sân khấu để tụi em có một cái phần quà kỷ niệm. Còn một số anh nữa mà chắc là hôm nay là thứ bảy phải bận công việc cho nên các anh tới hơi trễ. Anh Huy là admin của câu lạc bộ Aquabet và anh cũng đại diện bên kiển lá. Nói chung là đã sinh vật cảnh thì thường thường là một nhà hết, mê môn này mê môn kia. Rồi xin cho các anh một tràng vỗ tay, cảm ơn các anh đã tham dự cái buổi có mặt ngày, buổi ra mắt ngày hôm nay. Sau đây mình xin giới thiệu ban chấp hành của chi hội bò sát cảnh thành phố Hồ Chí Minh cho tất cả mọi người cùng biết. Đầu tiên là chi hội trưởng, mình xin mời anh Nam lên sân khấu, anh này chắc ai cũng biết rồi. Tiếp theo là anh Hoàng ơi, anh Hoàng là chi hội phó. Chi hội của mình hoạt động gồm chi hội trưởng và hai chi hội phó và 7 ủy viên ban chấp hành. Mình cũng là chi hội phó. Tiếp theo mình xin mời anh Nhân là ủy viên ban chấp hành. Thiếu, hãy lên đây. Hôm nay thì thiếu hai người quan trọng, đó là anh Trung đang bị bệnh. Mình cũng là một thành viên nòng cốt chơi bò sát, chắc ai cũng biết rồi. Còn Liên thư ký nữa, Liên thì có việc hôm nay đột xuất phải về sớm. Thì đây là và ban chấp hành của hội, anh em mà muốn biết vấn đề gì thì liên hệ các anh em để hỏi. Anh Hoàng. Rồi chúng ta cùng đếm 1, 2, 3 để có thể coi như là ra mắt cái chi hội bò sát cảnh đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh được không ạ? 1, 2, 3. Xin một tràng tay. Hy vọng là trong thời gian tới thì từng hội viên một sẽ có những cái đóng góp thật là nhiệt tình để mà cho cái chi hội chúng ta có những cái bước phát triển và có những cái thành công, tham gia vào những cái buổi triển lãm của thành phố cũng như là
các tuần lễ sinh vật cảnh cũng như là hội hoa xuân để mang tới cái sự mới lạ cho cái bộ môn sinh vật cảnh, giới thiệu rộng rãi tới xã hội và cộng đồng. Cảm ơn mọi người. Sẵn đây em xin chào quý vị, công nhận ban chấp hành chi hội của mọi người luôn. Ok, mình xin đọc cái quyết định về việc công nhận ban chấp hành chi hội bò sát cảnh thành phố Hồ Chí Minh. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, thành phố Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 1 năm 2024. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thành phố Hồ Chí Minh, Hội ngành nghề nông nghiệp số 08 QĐ HNNNN. Chủ tịch Hội ngành nghề nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, căn cứ quyết định số 1463 / QĐ Ủy ban Nhân dân ngày 4 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc hợp nhất Hội Hoa Lan Cây Cảnh, Hội Làm Vườn và Trang Trại, Hội Sinh Vật Cảnh thành phố Hồ Chí Minh thành Hội ngành nghề nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, căn cứ Nghị định số 45 / 2010 NDCB ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về việc tổ chức hoạt động và quản lý hội, căn cứ quyết định số 3347 QĐ Ủy ban Nhân dân ngày 3 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc điều lệ Hội ngành nghề nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, căn cứ quyết định số 42 QĐ LHH ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh về việc công nhận ban chấp hành, ban thường vụ, ban kiểm tra Hội ngành nghề nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, căn cứ biên bản số 07 BB NNNN ngày 18 tháng 1 năm 2024 của Hội ngành nghề nông nghiệp theo đề nghị của Văn phòng ngành nghề nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, quyết định điều 1 công nhận ban chấp hành chi hội bò sát cảnh thành phố Hồ Chí Minh gồm các thành viên như sau: nhất, ông Ngô Hoài Nam chi hội trưởng; số 2, ông Dương Hiển; số 3, ông Tất Khải Hoàng chi hội phó; số 4, ông Võ Thành Trung ủy viên; số 5, ông Lê Nguyễn Hoàng Hiếu ủy viên; số 6, ông Nguyễn Tuấn Vinh ủy viên; số 7, ông Nguyễn Thái Nhân ủy viên; số 8, ông Dương Xíu Hòa ủy viên; số 9, ông Dương Nhật Huy ủy viên; và số 10, ông Nguyễn Thanh Liêm ủy viên. Điều 2, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Và điều 3, Văn phòng Hội ngành nghề nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh chi hội bò sát cảnh thành phố và các thành viên có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Thay mặt ban chấp hành chủ tịch, ông Nguyễn Văn Phụng đã ký. Xin chào quý vị đại biểu và các bạn hội viên của chi hội bò sát cảnh. Mình là Nam Ngô, mình xin thay mặt hội có đôi lời chia sẻ với các bạn. Đầu tiên mình xin chúc mọi người có thể bấm theo dõi vào cái fanpage của chi hội bò sát cảnh. Mọi người có thể check mã QR đây. Xin giới thiệu đây là cái logo của cái chi hội mình. Và phía bên ngoài đây trong phòng lạnh có một cái bảng là điểm sinh hoạt của chi hội bò sát cảnh thành phố Hồ Chí Minh. Lát mọi người có thể ra ngoài chụp hình check-in để có thể giới thiệu cái chi hội của mình rộng rãi cho mọi người cùng biết và để đến sinh hoạt. Sắp tới thì chi hội chúng ta sẽ hoạt động thường xuyên ở Best Coffee Garden là ngay tại điểm này. Mình biết chắc là đêm qua sẽ có rất là nhiều người mất ngủ, trong đó có mình. Như là một giờ mấy cũng không ngủ được, và sáng nay phải dậy rất là sớm để mà lên đây chuẩn bị. Thì bởi vì chúng ta đã chờ cái giây phút này quá lâu rồi. Ngành bò sát đã phát triển ở nước ngoài gần cả trăm năm rồi. Chúng ta cứ hoạt động ngầm ngầm thôi. Những người đam mê bò sát thực thụ đã bỏ rất là nhiều công sức để tìm cách có thể hợp thức hóa cái bộ môn này ở Việt Nam, nhưng mà hầu hết là đều bị từ chối. Có thể là do bò sát nó còn quá là mới lạ, cũng như là đối đại đa số người Việt Nam, mặc dù là nó rất là phổ biến ở nước ngoài và được phát triển rất là mạnh. Thì sau gần 20 năm tồn tại,
và phát triển thầm lặng ở Việt Nam, mặc dù là dưới cái hình thức không chính thức, thì ngày nay cộng đồng yêu bò sát Việt Nam là một cái cộng đồng rất là lớn mạnh và rất là phát triển. Cái diễn đàn đầu tiên của bò sát là cái diễn đàn Aquabet, tới nay đã có hơn 30.000 thành viên. Và cái câu lạc bộ Iguana Sài Gòn, cái fanpage lúc mà chưa có bị hack á, thì cũng trên 30.000 thành viên. Chưa kể là các câu lạc bộ của các tỉnh, các địa phương khác. Bên cạnh đó còn có những cái, đó là mình đang nói về đồng Nam Mỹ thôi. Còn những cái câu lạc bộ của những anh em khác, ví dụ như là Chăn Gấm, rồi Bon Python, rồi Rồng Úc, LG, Côn Trùng, rất là nhiều luôn. Nói chung đây là một cái cộng đồng rất là đông, rất là trẻ, rất là mạnh và chuyên môn cũng rất là cao. Thì đây là một cái điều rất là đáng mừng. Vì vậy có thể nói cái sự kiện ngày hôm nay là một cái sự kiện trọng đại, một cái dấu mốc lịch sử của cộng đồng yêu bò sát Việt Nam, đã làm cho rất là nhiều người phải nói là rất là vui mừng, rất là hân hoan và có thể nói là sung sướng luôn. Bởi vì chúng ta chờ đợi cái giây phút này nó quá rồi. Thì đây là cái cánh cửa đầu tiên mở ra, hy vọng là trong tương lai sẽ mở ra được thêm nhiều cánh cửa mới nữa để chúng ta có thể hội nhập và phát triển. Các anh em mà đam mê bò sát dù biết là khó, nhưng mà trong suốt nhiều năm qua cứ nghe ở đâu có cơ hội là lại xách giấy tờ đi để là tìm hiểu, để mà xin phép. Và để có được cái cơ duyên ngày hôm nay thì trong năm ngoái 2023, thì khi đó là Sở Nông nghiệp có tổ chức cái tuần lễ sinh vật cảnh và các cấp lãnh đạo muốn có một cái yếu tố mới lạ, cho nên có liên hệ với mình Nam Ngô để mà đưa bò sát vào triển lãm. Tuy nhiên thì lúc đó chúng ta chưa có được công nhận, chúng tôi chưa có danh phận và không có cách nào để vào triển lãm được hết. Thì mà lúc đó mình cũng chưa có được biết bên hội ngành nghề nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh chỗ anh Phụng và anh Thành đây. Thì các anh ở bên Sở Nông nghiệp mới nói là tụi em đăng ký vào hội ngành nghề đi. Thì lúc đó tụi em mới làm được cái này cái kia, nó dễ hơn, chứ còn cá nhân tụi em thì không làm được gì đâu. Thì mình cũng rất là mừng vừa lo. Tại vì trước đây cũng gõ nhiều cánh cửa lắm rồi, nhưng mà hầu như là bị từ chối hết. Thì mình nói tụi em rất là muốn luôn, các anh có thể giới thiệu em được không? Thì sau khi mà các anh bên Sở Nông nghiệp giới thiệu qua gặp anh Phụng với anh Thành đây, thì một lần nữa cảm ơn anh Phụng với anh Thành rất là nhiều vì đã tặng và coi như là tận tình hướng dẫn và đã tạo điều kiện cho cái chi hội thành lập và có thể phát triển, có cái buổi ra mắt ngày hôm nay. Để đáp lại cái sự tin tưởng và hỗ trợ của các anh, thì chi hội của chúng ta cũng phải có những cái trách nhiệm, có những cái nghĩa vụ và cái đường lối hoạt động nó rõ ràng và đàng hoàng. Thì mình xin trình bày các ý sau đây. Thứ nhất là trách nhiệm. Thì chi hội hoạt động dựa trên cái tiêu chí là phải tuân thủ pháp luật của Việt Nam, tuyệt đối tuân thủ pháp luật Việt Nam. Các vật nuôi phải có giấy tờ nguồn gốc rõ ràng và trình lên cơ quan chức năng. Đối với loài ngoại lai thì phải có giấy tờ nhập khẩu và được cơ quan chức năng đồng ý. Các trang trại nuôi cũng được phải được cơ quan chức năng cấp phép thì mới được hoạt động. Và không làm những cái việc mà ảnh hưởng đến uy tín của hội ngành nghề nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Về nghĩa vụ thì khi mà thành phố cũng như là hội ngành nghề có những cái hoạt động do thành phố tổ chức, thì chúng ta phải nhiệt tình tham gia, phải tạo được giá trị cho cộng đồng và cho xã hội, chung tay đóng góp xây dựng được cái nền kinh tế mà như anh Phụng hồi nãy có chia sẻ mà rất là phấn khởi luôn, đó là nông nghiệp đô thị ít gây ra những cái tác động cho môi trường, cần những cái không gian nhỏ nhưng mà giá trị kinh tế mang lại cao, thì đó là một cái rất là phù hợp với cái cộng đồng của chúng ta. Và phát triển cho du lịch nữa, du lịch thành phố mình nữa, người dân ở các tỉnh khác có thể về Hồ Chí Minh để mà đi chơi, đi tham quan, thậm chí là người nước ngoài có thể tới thành phố Hồ Chí Minh để tham gia vào những cái triển lãm đó. Về quyền lợi thì như mình có trình bày, trước đây do chúng ta chưa có được công nhận, chưa có danh phận, còn bây giờ chúng ta đã
đã được công nhận là một bộ môn sinh vật cảnh ngang hàng với lại hoa lan cây cảnh, thì chúng ta sẽ được quyền tham gia vào các triển lãm của thành phố, những cái sự kiện của thành phố như là hội hoa xuân Tâu Đàn, tuần lễ sinh vật cảnh. Và đối với những cái thành viên có những cái giải, có những cái đóng góp cống hiến cho hội thì sẽ được cấp xét bằng nghệ nhân, thì đó là một cái vinh dự rất là lớn và cái nguồn động lực để cho chúng ta có thể chăm sóc và đóng góp cho hội. Về lợi ích kinh tế thì đây là cái ngành mà anh em ở đây biết thì có thể mang lại lợi ích kinh tế nó khá là cao cả trong nước lẫn ở ngoài nước. Thì đối với các nước ngoài như là Mỹ, châu Âu là cái nôi của bò sát cảnh, thì cái giá trị kinh tế của cái ngành này mang lại cho họ nó rất là lớn. Hồng Kông, Đài Loan cũng rất là phát triển, và gần chúng ta nhất là Mã Lai và Thái Lan, họ kiếm nhiều triệu đô từ cái ngành này. Và chúng ta nếu mà được quan tâm đúng mực thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được điều đó, bởi vì cái điều kiện khí hậu của chúng ta rất là thuận lợi cho cái việc này. Nắng, gió, năng lượng miễn phí nhưng mà chúng ta rất là tốt luôn, và cái nguồn thức ăn từ thực vật cho tới động vật để chăm sóc các dòng thú cưng này của chúng ta cũng rất là rẻ, cho nên là chúng ta rất là thuận lợi. Chúng ta hoàn toàn có thể xuất khẩu và đem lại ngoại tệ cho đất nước. Vì đây là cái ngành chăn nuôi mà công nghệ cao và có giá trị cao. Bên cạnh đó thì còn cả một cái hệ sinh thái ở đằng sau đó, ví dụ như là vật tư của chăn nuôi, rồi các thức ăn viên, phụ kiện, cám. Thì ở đây mặc dù là trước đây chúng ta chưa có được công nhận, nhưng mà cũng có một vài cái ví dụ điển hình. Ví dụ như là về con bếp thì có bạn Phong đã xuất khẩu được con chăn cảnh đi qua nước ngoài. Chăn thì trước đây chúng ta cũng có xuất khẩu qua nước ngoài mà theo dạng da mỡ, da cá sấu. Còn bạn Phong thì đã xuất khẩu được con chăn cảnh mang giá trị cao qua nước ngoài. Đó là vật tư chăn nuôi, thì có công ty của bạn Thịnh và bạn Vinh đã xuất khẩu được cái chuồng nuôi chăn rắn qua bên Thái Lan, cái túp và cái rách. Ví dụ như cái VIP của mình, cái thức ăn cho rồng Nam Mỹ của mình thì cũng được các bạn nuôi đem qua Thái Lan, qua Mỹ, qua Nhật. Mặc dù là nó chỉ là theo cái đường tiểu ngạch thôi, và hy vọng sắp tới khi mà chúng ta mở cửa thì chúng ta có thể xuất khẩu chính ngạch với cái giá trị số lượng lớn và cái giá trị đơn hàng nó cao. Thì đó là cái tương lai rất là sáng nếu mà chúng ta có thể mở rộng. Mặc dù là Việt Nam mình xuất phát điểm sau, nhưng mà sau suốt thời gian mình chơi thì chúng ta thấy rất là rõ cái sự, cũng không phải là mèo khen mèo dài đuôi, nhưng mà cái sự thông minh của người Việt Nam là có cái sự cái tư duy rất là tốt và cái tự nhanh nhạy trong cái việc mà lai tạo giống. Cho nên về nguồn gen, nguồn giống thì Việt Nam chúng ta không có thua kém nhiều so với lại những cái nước mà phát triển trước. Chúng ta lai tạo, thậm chí là có một số lĩnh vực chúng ta nhỉnh hơn nước bạn nữa. Mặc dù là chúng ta chỉ là underground thôi, thì sau này mà được ra nữa thì mình tin là chúng ta sẽ làm rất là tốt luôn, chứ không có thua kém gì đâu. Về nền tảng thì do chúng ta chỉ mới có được mở cửa gần đây thôi, cho nên là về nền tảng thì chúng ta có một cái khoảng cách xa so với nước bạn, không có những cái nghiên cứu khoa học để ứng dụng được về bò sát, cũng như là cái ngành thú y về bò sát của chúng ta hầu như là không phát triển. Có một số anh em làm thú y trẻ đam mê bò sát thì tự học qua sách, chứ cũng không có cơ sở nào đào tạo hết. Thì cái này trong tương lai nếu mà được phát triển đúng mực thì chúng ta sẽ bổ sung, sẽ nâng cao lên. Và chúng ta cũng thay đổi cái góc nhìn của bạn bè quốc tế về cái ngành bò sát của chúng ta, và nâng cao cái vị thế của cái ngành bò sát cảnh chúng ta trên cái bản đồ của thế giới. Kinh tế trong nước thì nó sẽ mang đến thu nhập cho những người chăn nuôi. Những anh em ở đây có thể chăn nuôi và chăm sóc và làm kinh tế từ cái con bò sát này. Rồi cả một cái hệ sinh thái đằng sau, như những người nông dân trồng nông sản, những người nông dân nuôi chuột, nuôi dế, nuôi gián, rất là nhiều, tạo công ăn việc làm cho xã hội. Về giáo dục thì cái lợi ích là nó sẽ nâng cao cái nhận thức của người dân cho cái việc bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật hoang dã. Thì trước đây có rất là nhiều những cái trường học liên hệ với mình, liên hệ với Nam Ngô để mở những cái hoạt động ngoại khóa cho các bạn nhỏ tương tác với bò sát. Thì lúc đó
rất là nhiều trường luôn, nhưng mà lúc đó mình chưa có chức năng, mình không làm được. Tại vì các thầy cô nói là các bạn trẻ rất là có hứng thú với lại bò sát, rất là muốn tìm hiểu. Thì các bạn biết khi mà chúng ta có hứng thú với gì đó thì nó sẽ kích thích tư duy, nó phát triển. Nó rất là tốt cho các bạn nhỏ để mà tìm hiểu và phát triển cái tư duy đó. Thì hy vọng là sắp tới khi mà chúng ta có chức năng rồi thì chúng ta có thể làm được những cái công việc như vậy, kết nối với các trường học và du lịch. Thì đây là cái con bò sát là một cái dòng bếp đang nhận được cái sự thu hút rất nhiều của đủ mọi lứa tuổi luôn. Thì khi chúng ta làm được những cái triển lãm phong phú, đa dạng, hấp dẫn, chất lượng cao thì chúng ta sẽ thu hút được khách tham quan ở trong nước đổ về thành phố Hồ Chí Minh và thậm chí là khách nước ngoài luôn. Có rất là nhiều bạn bè người nước ngoài cùng chung cái đam mê bò sát với những anh em ở đây. Họ nói sẵn sàng là tổ chức đi, họ sẽ qua chơi tham quan. Thì đây là một cái cơ hội cũng rất là lớn để chúng ta có thể phát triển du lịch. Và cuối cùng là y tế. Thì ở những cái nước phát triển thì người ta đã dùng cái con bò sát này để làm cái phương pháp trị liệu đối với lại các bạn nhỏ bị chậm phát triển, cũng như là nó giúp cho những người chăm sóc có thể giảm stress, giảm căng thẳng sau những giờ làm việc mệt mỏi. Thì đó là những cái lợi ích mà cái ngành này có thể mang lại cho cộng đồng, cho xã hội. Thì hy vọng với những cái chia sẻ nãy giờ cũng như cái sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, của cơ quan chức năng, thì sắp tới cái cộng đồng bò sát chúng ta sẽ phát triển bền vững, tạo được giá trị và có được nhiều thành tựu trong tương lai, mang lại lợi ích kinh tế cho đất nước. Cảm ơn mọi người. Sau này còn một bạn cũng rất là nhiều tâm huyết bên cái mảng côn trùng, đó là bạn Hiếu. Xin mời bạn Hiếu lên có đôi lời. Thì bò sát chúng ta có côn trùng nữa, có giáp sát, có côn trùng nữa. Thì Hiếu là chủ của kênh Thèm Rắn, Thèm Bò Sát, cũng rất là tâm huyết luôn và có những cái idea rất là hay luôn và trẻ. Xin mời em. Đầu tiên là xin cảm ơn các anh đã tạo điều kiện rất là thuận lợi cho hội sinh vật cảnh có thể có khả năng phát triển và cũng như là cộng đồng mình cũng ngày càng nhân rộng hơn. 18 năm chơi bò sát rồi, một cái hành trình rất là dài và chứng được công nhận và đi tới ngày hôm nay, nó là một cái nỗ lực rất là nhiều của rất là nhiều người. Và ngày hôm nay thì em chỉ biết là rất là cảm ơn và biết ơn tất cả mọi người đã, các anh đã tạo cái điều kiện rất là lớn cho cộng đồng những người nuôi bò sát có cái cơ hội là nói chuyện với thế giới, nói chuyện với những cái người khác là có một cái cộng đồng nuôi những con vật như thế này và có một cái cộng đồng muốn bảo vệ và phát triển bò sát ở Việt Nam. Cũng như là rất là cảm ơn anh em và anh Bình Hiển là hai người anh rất là cố gắng trong suốt một khoảng thời gian qua, là rất là năng nổ, chạy đi chạy luôn gì đó để chạy giấy tờ, rồi anh em tự với Bình Dương chạy xuống họp hàng liên tục để hỗ trợ thành lập ra cái gì hội ngày hôm nay. Và cái cảm xúc mà đứng đây trước tất cả mọi người và nói rất là cảm ơn rất nhiều và rất cảm ơn Nghĩa. Sau đây là chắc anh em cùng giao lưu với nhau đi. Anh em nào mà có câu hỏi thì cứ đặt ra khi hỏi cho mình xem, là chắc các anh em ở đây ai cũng chờ đợi ngày đây rất là lâu rồi, ai cũng có nhiều câu hỏi. Thì mọi người muốn hỏi gì thì anh em khi hỏi sẽ trả lời. Em xin tự giới thiệu cho mình đi. Em và Du Lô, em cũng là một thành viên trong câu lạc bộ Yuga Sài Gòn và cũng tham gia rất nhiều phỏng vấn về bò sát. Em có biết tâm nghĩ mà nuôi bò sát, trong quá trình nuôi bò sát của mình gặp khó khăn gì, trong quá trình nuôi mình có nỗi niềm gì muốn chia sẻ với mọi người không? Thì bò sát là một dạng mình cũng chưa được công nhận là dạng thú cưng ở Việt Nam, nhưng điều đặc biệt đó là một loài sinh vật rất là thu hút. Cũng như loài nhiều loài thú cưng khác như là chó, mèo thì bò sát có một cái đặc điểm nổi bật nguyên của nó. Thì về ưu điểm của nó là nhỏ gọn, thu hút, nó cũng không gây nhiều tiếng ồn, cũng không chiếm quá nhiều diện tích và gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Mình có thể nuôi trong một khu vực nhỏ nhưng mà mang lại cái giá trị giải trí rất là cao. Thì trong quá trình nuôi thì do Việt Nam mình cũng còn chưa phổ biến nên mình phải tìm hiểu qua sách báo, qua mạng. Thì
trong quá trình nuôi thì cũng có nhiều chia sẻ kinh nghiệm, mình chia sẻ lẫn nhau, mình rút kết được kinh nghiệm, dần dần mình có thể đưa phong trào đi lên. Thì mỗi loài nó sẽ có một cái đặc điểm riêng mà mình chơi đến thời điểm này em chơi cũng được chỉ mới 6-7 năm thôi, nhưng mà kinh nghiệm chia sẻ với nhau mình rút kết lại được thì nhiều. Thì cũng mong muốn là mình phát triển hơn trong bộ môn này. Rồi, rồi cảm ơn nhiều luôn. Mời Quốc lên sân khấu đây. Quốc cũng là một cái bạn trẻ còn đang đi học, là sinh viên. Và Quốc cũng có từng tâm sự với mình là từ ngày chơi bò sát thì cũng đã giúp Quốc nhiều trong cái cách nhìn nhận cuộc sống, rất là nhiều cái tương tác xã hội. Thì mời Quốc có đôi lời chia sẻ. Đây là bạn rất là trẻ luôn. Đây là sinh năm mấy ta? Em sinh năm 2003. Hàng này hàng 2000 trở lên, rất là trẻ. Mình sẽ đi tới đâu, cái đích đến của mình nó là như thế nào, thì cái đó là một cái quá trình dài để mà chúng ta triển khai những cái kế hoạch, những cái hoạch định sắp tới trong thời gian tới. Thì để nói trong cái cộng đồng này thì chúng mình em cũng là một người gọi là vừa thoát khỏi cái mức là newbie thôi, em cũng có thành lập cái kênh Facebook Newbie Việt Nam, là một cái kênh cũng như là để chia sẻ những cái kiến thức qua những cái lời nói, những cái lời chia sẻ, nó sẽ tiến đến cái tình thức của người chơi nó tốt hơn là qua sách vở, qua sách báo. Thì nói chung là năm tôi khá là lười đọc, nên là đa số là anh em còn xem viết để nhảy vào cũng không hơn. Thì đó là cái chia sẻ của em quá trình chơi sách cảnh. Em xin hết. Cảm ơn anh Con nhiều. Anh Con chắc mọi người okay. Đó thì các ai cũng biết, mấy bạn trẻ chỉ biết anh Con là một chuyên gia về cá coi, là một người khá nổi tiếng trong giới cá coi. Nhưng mà cũng rất là đam mê bò sát nha các bạn, cũng rất là đam mê bò sát luôn. Thì giống như nãy mình có chia sẻ, một cái người mà đã yêu sinh vật cảnh rồi á thì sẽ mê rất là nhiều món. Giống như mình biết anh Côn nay cũng chắc hơn 200 năm rồi quá. Thì ban đầu là anh em biết nhau qua chơi con gà Tân Châu. Xong ở đầu thời gian bẵng đi thì anh Côn anh chuyển hướng qua bên cá, còn mình thì chuyển hướng qua bên bò sát. Đó, anh em rất là nhiều đam mê. Cảm ơn anh Côn. Dạ. Chốt đơn lại là ngày hôm nay là chúng ta đã thành lập được một cái chi hội bò sát cảnh của thành phố Hồ Chí Minh. Phải nói là rất là nhiều cái cảm xúc đã được coi như là thành sự thật ngày hôm nay. Một lần nữa xin mọi người hãy lên sân khấu, chúng ta chụp một tấm ảnh giao lưu kỷ niệm và đánh dấu cái cột mốc ngày hôm nay rất là trọng đại của cộng đồng bò sát Việt Nam mình nha. Xin mời mọi người tiến lên sân khấu, mời anh Phụng, anh Thành và anh Xuyên, anh Cô, anh Long lên sân khấu để chúng ta chụp một tấm hình giao lưu kỷ niệm nha.